Clip phân tích của bác Hùng đó về cái của cái thảm sát của cái cộng đồng đó. Vâng, khai tử cái cộng đồng đó. Thế thì tôi thấy rằng thì là có lẽ mình phải đi tìm mình là ai. Vâng, đi tìm mình là ai mà tại sao nó dẫn tới cái nông nỗi này. Thế thì tôi nhớ tới cái Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim đó, cái cuốn Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim đó, thì ngay cái trang 6 và trang 7, tức là cái phần mở đầu đó, thì cụ ấy đưa ra mấy cái nhận xét này. Lúc đầu thì nghe nó có vẻ là hay, có vẻ như là nhân nghĩa lễ trí tín lắm. Cụ có viết thế này, trang 6 và trang 7: người Việt Nam lấy sự nhân nghĩa lễ trí tín làm năm đạo thường cho sự ăn ở ở đời này đó, sự ăn ở ở đời này. Thế nhưng mà ngay bên dưới đó, cụ nhận xét tiếp, cái này nó mới tai hại, và cái này chúng tôi mới muốn đưa ra để mà quý độc giả, quý bạn hữu để hiểu chúng ta là ai. Cụ nhận xét tiếp: tuy vậy vẫn hay có tính tinh vật, cái dân Việt Nam của ta đấy, tinh vật, tinh danh vật đó, cũng có khi quỷ quyệt, và hay bài bác nhạo chế. Đấy, không biết là ông Hùng có nhạo chế cụ. Ông nhạo chế này nhiều lắm bác ơi. Vâng, đấy, vâng, thành ra mình cũng thuộc loại quỷ quyệt đấy. Vâng, lúc thường thì nhút nhát, hình như là tôi cũng hay mắc cái bệnh này. Lúc thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ, tâm địa nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang, và trương hoàng bề ngoài, tức là show up đó. Hiếu danh vọng, thích chơi cờ bạc, thích chơi bời, nữa, mê cờ bạc, kiêu ngạo và hay nói khoác. Thích chơi bời, nó không biết có phải là cụ Phan Kỳ Nhân hôm ấy cụ nói là các anh nghe chui đâu không? Và tụ điểm. Vâng, còn mê cờ bạc đó thì hôm vừa rồi thì mình mới thấy là thì là riêng cái mà đá banh vừa rồi đó là không biết bao nhiêu người ở Việt Nam tự tử mới gì nữa. Cá cược, cá kiết nó thành ra ở đây cũng vậy luôn. Và kiêu ngạo và hay nói khoác, thành ra đấy mới nghĩ rằng thì là cái người Việt Nam ta, cuối tóm tắt trong hai cái trang 6 và 7 của cái cuốn Việt Nam Sử Lược. Thì còn suy nghĩ của tôi đó, ngẫm lại thì thấy chúng ta cũng xem cái nữ văn sĩ Túy Hồng đó, thì cô ấy viết cái cuốn là Tôi Nhìn Tôi Trên Vách, suy nghĩ về sự đời, suy nghĩ về cái nỗi niềm. Cái cô này, cái tựa của cô ấy tôi thích lắm, nó mang cái dấu ấn của một cái người đàn bà mà có thể là người chồng bạc bẽo, người chồng thế này thế kia, thành ra cái tới lúc bây giờ nó giống như rằng thì là nói với đứa con thơ đó rằng đêm đêm tối về bố về đó, mới nhìn ở trên vách đó. Nhưng mà thì rồi về sau đó cũng vì cái nhìn oan khiên của cái người đàn bà này mà mới thành ra là bị hiểu lầm. Thế rồi thì là cũng lại một tác phẩm khác nữa là của tác giả Nguyễn Gia Kiểng, một hồi cũng là sôi nổi ở Cali này, nó mang tựa đề là Tổ Quốc Ăn Năn. Và đến nay thì chúng ta vẫn thấy rằng cái giờ giải ảo của cái đài Little Sài Gòn hay là gì của ông Nguyễn Xuân Nghĩa với là Đinh Quang Anh Thái vân vân, thì tôi nghĩ rằng nó cũng lại là một cái loại bắt đền lịch sử. Tôi dùng cái chữ này để nó ăn vạ lịch sử. Nó là cái người nó là cái người làm mất miền Nam Việt Nam, nhưng bây giờ là nó cứ chỉ cho Cộng sản, nó chỉ cho thằng này thằng kia, nó ghê quá đi, thành ra nó mình mới thấy là không biết là tới bao giờ đã tới lúc mà mình phải vuốt mắt nhau để cho nó quên đi những đau thương cái giờ chót của lịch sử, giờ chót của xã hội Việt Nam thì nó cũng đã tới thời cáo chung. Thưa, còn một cái việc nữa là trong tuần qua tôi thấy có cái cuộc bầu cử ở bên Campuchia, mà cái cuộc bầu cử bên Campuchia đó thì coi như là ông Hun Sen là ông ấy là người Việt Nam dựng ông ấy lên. Dạo trước là ông ấy là người của Pol Pot, rồi ông ấy xoay chiều, ông ấy chê Pol Pot là cái có vẻ cộng sản tàn ác quá. Lúc Việt Nam qua mà vì Pol Pot nó khiêu khích, vì rằng người Tàu nó xui Pol Pot tấn công Việt Nam, cho nên Việt Nam đành phải mang quân qua bên Campuchia. Và mang quân qua bên Campuchia thì mới cứu được cái dân tộc Campuchia. Lúc bây giờ là người ta nói rằng lúc bây giờ dân tộc Campuchia đó là nó khoảng độ 9 triệu người, mà Pol Pot đó, đây là một trong những người mà có học ở bên Tây, nhưng mà hắn ấy là mang cái tâm trạng của một cái thí nghiệm lịch sử, tức là hắn ấy muốn trở về cái chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, cho nên đó là những người mà có học là nó giết hết, những người mà đeo kính nhớp cận thị cận thiếp cái gì nó làm, nó đuổi ra tất cả thành phố, nó đuổi ra, ôm quần áo ôm gì nó đi, mà đi ra bên ngoài nắng mưa rồi tất cả cái đó trên cái con đường mà nó đầy đọa đó, chết không biết bao nhiêu người. Đấy là cái phim mà cánh đồng Moa Ma đó, ở trên đó bây giờ bên Campuchia ở chỗ Siem Reap cái gì là còn bao nhiêu là cái sọ người. Đấy là cả một cái dấu tích của lịch sử vô cùng đau thương của cái dân tộc Campuchia. Vừa rồi tôi nhắc tới rằng thì là cái cuộc bầu cử mới đây ở Campuchia thì nghĩa là cái ông Hun Sen này đó, ông ấy toàn thắng, ông ấy chiếm toàn thể dân biểu của Quốc hội. Và ông Hun Sen này đó thì là mình thấy rằng thì là thế giới lúc trước đây là ông ấy cũng là rất là đáo để, ông ấy mời các quan sát viên ngoại quốc tới, mấy chục quan sát viên ngoại quốc tới, cơm bưng nước rót vân vân. Nhưng mà thế giới thấy rằng thì cuộc bầu cử này thì cũng phản đối, coi như cuộc bầu cử này nó không trong sáng. Và trước đó thì thấy rằng cái người mà cái đảng đối lập ấy thì là tự dưng là bị một tai nạn xe hơi rồi chết. Cái cuộc bầu cử này bị thế giới Tây Phương đó kết án lắm, chỉ có Trung Quốc và Việt Nam thì tới gửi lời chúc mừng. Thế còn một cái sự kiện nữa ở trong tuần đó, thưa anh, là trong một cái xí nghiệp ở ngoài miền Trung ở đâu đó, hình như là Biên Hòa hay là gì đó, thì cái xí nghiệp đó nó là kê dơ, nó chuyên sản xuất các cái đồ furniture. Thì bây giờ Cộng sản Việt Nam họ cho phép treo cái cờ của Đài Loan, treo cái cờ của Đài Loan. Và cái xí nghiệp này họ cũng không, nó ngoài cái sức tưởng tượng, ngoài cái sức mơ ước của cái xí nghiệp này. Thành ra tôi thấy đây nó là một cái thông điệp nó rất lớn mà chuyến trước mình đã nói tới, là khi mà ba cái đặc khu kinh tế đó rồi thì là ở trong nội bộ Việt Nam nó cứ giả vờ nó xì ra rằng thì là có bàn tay Trung Quốc vân vân, thành ra mới có cái cuộc biểu tình suốt dọc đất nước và cuộc biểu tình cả trong lẫn ngoài. Là cái tiết lộ đó, cái cuộc biểu tình đó thì là với ba đặc khu nó cũng chả là cái gì cả, nhưng mà ở trong ấy nó mang một cái thông điệp là người Việt Nam rất dè chừng Trung Quốc, rất ghét Trung Quốc. Do đó mà vừa rồi cái xí nghiệp này ở Đài Loan này đó, nó cho treo cái cờ của Đài Loan, cho treo cái cờ của Đài Loan. Đây là một cái chuyện mà chọc tức Trung Hoa Cộng sản, bởi vì là ngay Trung Hoa Cộng sản đó là nó đã ra lệnh yêu cầu các cái máy bay mà muốn cất cánh, muốn vượt đến phi trường thì không thể để cái chữ Đài Loan riêng được, mà phải là phải nói rằng mở ngoặc cái ra, phải nói rằng thì là Trung Quốc chứ không phải Quốc. Đấy, thế mà Việt Nam này đó ở trên nhân cái cớ, nhân cái này đó, tuy rằng cho một cái xí nghiệp này thôi, nhưng mà đây cũng lại là một cái thông điệp. Cái thông điệp là nó nói chuyện rằng khi mấy năm trước đây, khi người Trung Quốc mang cái giàn khoan vào đó, thì toàn dân Việt Nam họ đã đứng lên, họ phẫn nộ đứng lên và họ phá phách các xí nghiệp. Thành ra những xí nghiệp của người Tàu mà họ không phân biệt giữa Đài Loan với Trung Quốc. Do đó mà bây giờ nhà cầm quyền ở địa phương nó mới cho phép treo cái cờ Đài Loan để mà phân biệt rằng thì là Đài Loan đây là những người mà Đài Loan là những người thân thiện, những người làm ăn đàng hoàng, chứ không phải là người Trung Quốc mà có tham vọng ở Biển Đông vân vân. Đây là một cái, tôi cho một cái thông điệp và một cái mà nó không phải là mó dái ngựa, nhưng mà một cái thái độ nghịch ngợm, dễ, rất là khéo léo. Nó đúng như là cái mà học giả Trần Trọng Kim đã nói đó, có tính tinh vật mà cũng quỷ quyệt, hay bài bác, hay nhạo chế. Đấy là cái đặc tính của dân tộc của ta. Vâng, kính thưa quý khán giả, cảm ơn bác Cường. Thì cái phần ông người Mỹ họ cũng nói nó có một câu who are you. Thì rồi có nhiều chuyện lắm. Thì người Pháp thì có câu chuyện của ông Kỳ, cái gì Kia Kỳ, Kia Kỳ. Kỳ là ai? Thì cái sự kiện mà bác ông nói sơ qua đó, thì ở đây thì bà Túy Hồng cũng nói rằng là tôi nhìn tôi trên vách. Đấy, thì là mình cái hiểu rằng là chắc là sám hối hay là mình tự mình tìm hiểu đấy về mình. Tức là một người đàn bà mà buổi tối nhìn lên vách, tức là chồng vắng nhà, tức là chồng đi chiến đấu đó, chồng đi cả ngoài biên cương đó, nhưng mà nó lại nhắc lại cái người thiếu phụ Nam Xương đó, xưa kia mà đứa con nó khóc vân vân đó, thì cái người vợ này cứ nhìn cái bóng ở trên tường, nói rằng thì là bố cha con là buổi tối về, chỉ cái bóng ở trên tường. Thành ra cái bà Túy Hồng này, bà ấy chọn cái tựa đó, nó nhắc lại cái chuyện cũ đó, cái oan khiên của cái người đàn bà Việt Nam ở trong cuộc chiến vân vân. Rất may mắn là trong những chuyến đi Việt Nam thì 2 lần được về Lạng Sơn. Và về Lạng Sơn thì đứng ở bên này là cái động Tam Thanh, nhìn qua bên kia thì thấy cái thiếu phụ Năm Xưa, cái tượng đá hãy còn. Và bây giờ thì nhà nước lần sau này đi thì có đường đi lên tốt, thành ra đi bộ cũng không cao lắm. Thế nhưng mà sau này đi về đó thì nhờ cái chuyến đi đó mới biết được tại sao có chữ Tam Thanh. Tam là 3. Nhưng mà thật sự lại có nhất thanh và nhị thanh nữa. Đấy, thì lúc đi lên trên đó thì mới biết là nó có cả nhất thanh, nhị thanh, Tam Thanh. Và đa số người Việt Nam mình ở Lạng Sơn đó, sau một cuộc chiến Việt Trung năm 1979 và chấm dứt năm 1989 thì mọi người không thể tưởng tượng được là cái thành phố nó thể vươn mình lên lại được. nhà cửa rất cao ngất và cái là đa số đều giàu. Lý do tại vì có sự buôn bán hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc đi vào Việt Nam, nhưng mà thật sự rằng á, tôi đứng mà thưa quý khán giả, đứng mà đến những chiếc xe vào đó, ở bên Trung Quốc qua này khoảng chừng 10 chiếc, nhưng mà Việt Nam mình qua đó cỡ khoảng 100 chiếc. Mình mang hàng qua bên Trung Quốc, mình bán hàng qua Trung Quốc rất nhiều chứ không phải là thành ra. Và nếu mà các vào trong cái chợ ngay thưa ở bên nó có hai cái cửa khẩu, thì cái cửa khẩu là ngay cửa khẩu là có luôn một cái chợ luôn, bác có thể vào trong đó. Mà đặc biệt là thức ăn á, là nó gọi là thịt heo sữa, thịt heo sữa mà nướng á, quay đó, gọi là thịt heo quay đó. Đặc biệt ở bên Lạng Sơn nó có cái chất nó gọi là thịt heo quay Bắc Kinh, rất là ngon, không có mỡ. Đấy. Tuy nhiên rằng hàng hóa thì rất là rẻ. Nếu bà con mà đi lên trên Lạng Sơn đó, ai cũng phải là đi vào trong chợ để mua đồ mang về. Thì cũng giống như mình đi Móng Cái này, Móng Cái nó lập một cái chợ ngay ở cửa khẩu Móng Cái, một cái siêu thị mà đúng là một cái trung tâm, nó gọi là không phải siêu thị, nó là một mình gọi là cái shopping center luôn đó, một cái plaza bán đầy đủ hàng hết mà rất là rẻ. Điện thoại bác có thể mua iPhone với lại Samsung này kia rất là rẻ, cái khoảng chừng từ 15 đô cho tới 50 đô la một cái điện thoại. Nhưng mà lẽ đương nhiên là ở Trung Quốc thì là cái tiêu chuẩn của nó không được bảo đảm cho lắm. Tôi có một cái thì tôi đã cho một cái cậu bé đánh giày. Cái đánh giày thì hỏi đánh giày là có 15.000. 15.000 là thưa bác, cái là chưa tới 50 sen. Thế giờ hỏi cái bảo bố cho con, bố có tiền bố cho con cái điện thoại, bố có hai cái điện thoại, bố cho con cái đồ này, đồ Trung Quốc này, đồ giả mà đồ nhái, nó gọi ở Việt Nam nó gọi là đồ nhái. Cho nó luôn, nó vẫn xài. Lần sau về gặp hỏi điện thoại con không, dạ con vẫn xài, con cảm ơn bố. Thì thưa quý khán giả, những cái chuyện mà bác Cường kể đó là một cái tiêu cực và những cái tích cực. Người Việt Nam mình có những tính tốt và có cả tính xấu, và hình như là nước nào nó cũng có. Nhưng mà có điều cái tính xấu của mình nhá, nhiều khi nó bộc lộ ra, nó quá lộ liễu. Quá lộ liễu đi. Thí dụ như là ông Nguyễn Gia Kiểng, ông nói tổ quốc ăn năn. Thì hồi đó tôi có viết một cái bài. Ông Nguyễn Gia Kiểng là chủ tịch của cái hội ở bên Pháp, tự nhiên quên mất tên. Thì ông đã bị nhóm cái hội của ông ta cất phế ông rồi. Mặc dù cái hội đó là ông là người lập ra cái hội đó, thì ông viết cái quyển sách Tổ quốc ăn năn, dân chủ đa nguyên. Vâng, ông có chủ trương là đa nguyên dân chủ đó. Nhưng mà cái tên của hội ông là cái gì? Ông đi khắp nơi ông diễn thuyết, ông mang cái quyển sách Tổ quốc ăn năn, ông đi ông bán. Thì lúc đó viết ở trên báo Việt mà Nam Tự Do của ông Duy Sinh, Nguyễn Đức Quốc hồi, thì em có viết như thế này: tại sao là tổ quốc ăn năn? Mình không ăn năn thôi, tại sao mình bắt tổ quốc mình phải ăn năn? Cái chủ đề, cái tên của cái quyển sách đã sai rồi. Tổ quốc nó không có ăn năn, tổ quốc nó là một cái biểu tượng của đất nước, một cái hồn thiêng sông núi, và cũng không có biểu lộ. Tổ quốc nó không có biểu lộ được một cái tình cảm gì, thì tại sao là tổ quốc lại phải đi ăn năn? Thì trong cái cuốn sách đó thì ông có chủ trương, ông đi theo cái nhóm của ông dân biểu gọi là Stephen Young, tức là cái Stephen Young là chủ trương là đa nguyên đa đảng tại Việt Nam. Đấy. Thì trong cái buổi ra mắt sách ở trên San Jose thì ông bị tẩy chay ngay ngày hôm đó, là tại vì ông không làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông có cái lý do, ông có lý do của ông á, ông bảo rằng á, cái quyển sách tôi muốn nói chung về tổ quốc, mà Tổ quốc Việt Nam không phải là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ nó chỉ biểu tượng cho một cái chế độ, và cái chế độ nó không còn. Và tôi thiết nghĩ rằng cái quyển sách của tôi không có bắt buộc phải làm lễ chào quốc kỳ để mà rồi nghĩa là để đi bán cái cuốn sách này. Thì ông nói cũng rất hay, bác thấy ở đây có nhiều người đám cưới còn làm chào lễ quốc kỳ nữa, còn chào cờ nữa. Đấy. Một ông Thủ Đức tôi không muốn nói tên ra, thế cười đong đong đám cưới con, rồi lại còn mang cả một cái bức tranh vá cờ để tặng. Cái hình như cái máy bên kia bị trở lại, nó sẽ phải, bác thấy không, bây giờ tự nhiên nó đang không ai đụng gì hết, nó lại chạy. Có thể là nó cũng đấy, thì không, có lẽ là bữa hôm nọ là đụng vào cái nó gọi là hệ thống tự động định vị đó bác. Và cái này nó focus. Khi lúc bác cúi xuống thì nó kéo sát gần, cái đó mình sửa sau vậy. Thì mình cũng sẽ làm cái máy này, hai người nói chung. Thì cái Tổ quốc ăn năn của ông thì không biết ông tái bản được mấy lần rồi thì không biết. Nhưng mà thì cái bây giờ thì ông coi như là ông ăn năn thật rồi, là tại vì không thấy ông xuất hiện nữa. Có thể là tại vì tuổi già sức yếu. Thì rồi cái mà kiểu mà bất đền lịch sử thì mình đã nói rồi. Mà có lẽ là như vậy, thành ông Phan Kỳ Nhân trong cái cuộc bầu cử tổ chức, ông là trưởng ban tổ chức bầu cử cộng đồng người Việt quốc gia, thì ông đã chứng minh là cái chuyện bất đền lịch sử, cái việc ông làm rất là đúng nhá, không có sai đâu. Ngày 25 ông có bảo là ông hủy bỏ bầu cử, ngày 26 ông bảo là ông tiếp tục đếm phiếu, và ngày 20 ông cho đếm phiếu, và đếm xong rồi ông không cho ai phiếu lại, ông tuyên bố là liên danh ba đã cử. Ông làm đúng y chang những cái gì giống như là ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm ngày 21 tháng 4 năm 1975, khi tôi từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội sẽ có thêm một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh các anh em. Và ngày 25, tức là 4 ngày sau, ông nhảy lên chiếc máy bay C-118, một chiếc máy bay hoàn toàn của quân đội Hoa Kỳ, do CIA qua cái anh chàng mà gọi là trưởng cái CIA lúc đó là anh Polgar, Thomas Polgar, người điều động. Mà cái tất cả anh em không quân đều có lệnh, nếu mà Nguyễn Văn Thiệu mà lên bất cứ một chiếc máy bay quân sự hoặc là hàng không Việt Nam nào đó là bắn rớt ngay lập tức. Thành ra đó anh Polgar mới cho Nguyễn Văn Thiệu đi và Trần Thiên Khiêm đi vào trong một cái máy bay quân sự của Mỹ. Mà máy bay mà của Mỹ đi thì không anh nào dám làm cái gì hết. Thì cái đó người ta gọi là cái máy bay, cái chuyến đó là một C-118 mang từ bên Thái Lan qua. Thì không biết là Mỹ có nói gì với lại bên ông Trần Văn Minh, tức là ông đó là ông Minh lúc đó là tư lệnh không quân của Việt Nam Cộng Hòa, thì không biết có lệnh hay cái gì không. Nhưng mà thường thường máy bay Mỹ mà của CIA là đi nó đều là những cái máy bay màu xám xịt và không mang dấu hiệu. Thành ra nếu mà đi như vậy thì chắc ăn quá rồi, đâu có anh nằm đòi làm bắn, mà đâu biết là chắc ông Thiệu nằm trên đó âm thầm lặng lẽ buổi ban đêm. Thì bởi vậy mình có cái bản nhạc thằng bé âm thầm đi vào ngõ hẻm á. Và thì bác có nhớ cái chuyện nào ông Thiệu bác cái hồi đó như thế nào? Vâng, cái chuyện ông Thiệu đi thì nó là thế này, là mình mới thấy rằng thì là người Mỹ là họ phải quét dọn, mang các cái người mà ông Thiệu thì coi như là một cái đồng minh tiêu biểu của người Mỹ. Dạ vâng. Mà nếu để lọt vào tay Cộng sản thì kỳ quá, không ạ? Dạ. Do đó mà mất mặt. Vâng, do đó mà trước đó trước đó thì theo tôi đó là cả tháng rồi đó, thì thấy là Sài Gòn không yên ổn, kể cả Trần Thiện Khiêm cái gì là đi vào trong căn cứ hải quân, đi vào trong căn cứ hải quân thì lúc bấy giờ nó có hai cái option, một là có thể lên tàu chiến, đi ra khơi, đi ra khơi rồi lúc bấy giờ đó, tan hàng như là cái đài mẹ Việt Nam vân vân đó, còn thì nhưng mà nó mang cái tính cách khẩn cấp thì lúc bấy giờ đó cái ông Polgar mà cái ông nó rất nói rất rõ ở trong cái cuốn của Frank Snepp đó, cái cuốn Frank Snepp đó thì hắn ấy viết cái tựa của cái Frank Snepp thì nó cũng hay lắm, descent interval, tức là một cái khoảng cách vừa vặn, một cái khoảng thời gian nó vừa đủ để mà cái chế độ nó không đến nỗi nó choáng váng quá, không đến nỗi mà nó đểu cáng quá, mà không đến nỗi mà nó thành ra là người Mỹ quấn cờ bỏ chạy, đấy thành ra đó để cho nó đỡ mất mặt. Thời gian vừa đúng. Vâng, đấy, descent interval. Thưa thế thì cái lúc bây giờ tôi thấy là còn có chi tiết là cái anh này đó là nó đón ông ấy và nó bảo rằng ông ấy cúi đầu thấp xuống khi mà đi qua đường đó. Đúng rồi, để mà người ta đừng nhìn thấy ông ấy. Trong cái cuốn nó viết, có viết là cái ông ấy yêu cầu nó ngồi hơi thụt cái đầu để cho cái người ta không nhìn vào trong chiếc xe. Hồi đó là mình chưa có loại xe mà gọi là kính đen này. Thì những cái xe hồi đó chạy là xe thuộc hãng Phan Công với lại Pullman của hãng Ford, do hãng Lincoln bảo sản xuất. Vâng, thì cái chuyện là ông Phan Kỳ Nhân ông đã làm lại con đường giống như ông Thiệu. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa còn nói trước nói sau như vậy thì thiếu tá Phan Kỳ Nhân ăn thua gì. Vâng, đến Tổng thống Mỹ Donald Trump nữa thì mình cũng thấy là ông ấy là cái người nuốt lời nhiều nhất. Và khi mà ông ấy thì tôi đã khen ông ấy và chắc ông ấy hiểu cái câu tục ngữ của Việt Nam, gọi là cái tiếng nó không phải là tục ngữ nữa mà dân gian Việt Nam thì nó rêu rao rằng thì là quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại thì quân tử khôn. Đấy là trong cái cuốn mà Trần Trọng Kim đó thì đấy ông ấy nói cái lúc đầu thì ông ấy ra nói là thì là cái cách xử thế của người Việt Nam đó thì lấy cái nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng mà dưới đó thì nó lại không có nhân nghĩa lễ trí tín gì cả, nó lại mang tất cả những các cái đặc tính của Chí Phèo, đặc tính của Xuân Tóc Đỏ. Thành ra đấy nó mới là cái tồn tại của dân tộc Việt Nam. Tôi thấy rằng thì là có thể lột tả được cái tinh thần đó. Cho nên cái ông Nguyễn Gia Kiểng mà ông ấy nói tổ quốc ngàn năm đó thì nó cũng lại còn mang cái tính cách là tổ quốc Việt Nam có lẽ phải buồn mà sinh ra những các cái loại con cháu nó kỳ cục, cho tới ngày mà ông Nguyễn Gia Kiểng ông ấy ra mắt sách đó, suốt cái dọc lịch sử Việt Nam thì nó khác với những các cái tổ Hùng Vương ông biết gửi gắm những đứa con Việt Nam thì tưởng rằng thì là ao ước rằng nó thế này thế kia, chứ nó lại không phải. Hóa ra nó đẻ những cái thứ Phan Kỳ Nhân hay là nó đẻ ra thứ Nguyễn Phương Hùng thì thành ra mà ông vừa rồi cũng lại gọi là nhân sĩ Nguyễn Mạnh Cường thì nó sợ quá rồi. Thành ra đó là tổ quốc thì phải ăn năn thật. Vâng, thì ông Nguyễn Gia Kiểng thì ông đã từng làm chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Ông người gốc Thái Bình nhé bác. Vâng, người gốc Thái Bình ạ. Thì không biết bà con nào ở Thái Bình có dám nhận ông Nguyễn Gia Kiểng không làm bà con, nhưng mà gia đình ông là hoàn toàn tất cả anh em từ chú bác họ đều là gốc của Việt Nam Công dân Đảng hết. Thì ông lúc nãy bác có nhắc là ông gọi là tập hợp dân chủ đa nguyên, vâng, nó tổ chức tập hợp dân chủ đa nguyên. Thì bây giờ thì chắc là ông cũng lớn tuổi, ông sinh năm 1942 thì thật sự rằng ông cũng không lớn bao nhiêu, năm nay thì là ông có mới có 76 tuổi. Đấy, thì ông lớn hơn Nguyễn Phương Hùng được coi như 4 tuổi. Tuổi sinh năm 42 là tuổi Ngọ. Nhâm Ngọ, và Nhâm Ngọ tuổi vào xã tôi đấy, tuổi Nhâm Ngọ. Bà xã của bác trông hãy còn đẹp lão và còn khỏe mạnh lắm. Tuổi sáng suốt. Tuổi Nhâm Ngọ là tuổi của Thanh Nga, của rất nhiều người nổi tiếng. Mà nam nhâm nữ quý thì sang, bằng thì ngược lại mà gian nan vì tình. Vâng. Thì không biết là lấy ông Nguyễn Mạnh Cường này có gian nan không? Nhưng mà nghe nói là bà chị là hồi xưa là hoa khôi của Đài Phát Thanh gì đó mà. Không phải à? Vâng. Nhưng mà ít nhất là hoa khôi của Trưng Vương. Vâng, cũng không ấy. Vâng. Thì Chu Văn An thì hay nói đùa, bà con hay nói đùa là chết vì ăn. Mà trên Chu Văn An thì hay chết vì ăn trứng vịt. Trưng Vương là trứng vịt mà. Nhưng mà trước khi muốn ăn trứng vịt là phải đi qua Võ Trường Toản. Ngày xưa là Chu Văn An hay đánh nhau với Võ Trường Toản, tại vì Võ Trường Toản nó nằm gần Trưng Vương. Mà lại có mấy cô Trưng Vương lại cứ thích mấy ông Chu Văn An chứ không thích Võ Trường Toản. Tại nhà cũng hay có nhiều câu chuyện là đùa đùa vui vui cho cái không khí nó bớt căng thẳng đi. Thế trong cái lát nữa mình trở lại cái vấn đề bầu cử. Bây giờ hỏi thăm bác là bác về ông tiến sĩ Võ Tòng Xuân chấp nhận sống chung với lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long có nghĩa là cái gì vậy? Cái vụ mà cái thác nước ở bên Lào đó mà nó đổ đó, nó bị bể đó mà. Đây là cái công trình xây dựng đương nửa chừng mà có sự góp sức của những cái chuyên gia cũng lớn lắm, phải không ạ? Mà của Trung Quốc mà. Của Trung Quốc và của Nam Hàn nữa. Thế mà thành ra đó tôi mới nhớ tới ông tiến sĩ Võ Tòng Xuân này. Ông ấy là một người tốt nghiệp ở bên Philippines thì đó, và trong cái chương trình mà đi học nông lâm súc với gì của ông Diệm nó viết thì một số người thì học lên cao nữa thì cả đấy, cái hồi đó có cả ông Mục Sư Minh mới gì đi đó thì là thì ông Võ Tòng Xuân này đó thì ông mới có một cái câu mà tôi thấy rằng thì là nó rất thực tế, và một cái câu nó mấy người thì cứ than phiền rằng thì là cái mùa nước lũ đồng bằng sông Cửu Long đó thì là nước cứ bị tràn ngập, rồi có những người thì đặt vấn đề là phải làm đê, đắp đê để đắp thế nọ thế kia đó. Thì ông Võ Tòng Xuân nó mới nói chuyện này thì là mình mà làm những các cái độc hay là làm cái này cái kia đó gọi là cũng một vài nơi mà nó tạm thời nó thành công thôi, chứ còn cái dòng chảy của những cái con sông đó mình be lại mấy gì đó. Thế thì tại sao ở đồng bằng sông Cửu Long đó nó có cái mùa nước lũ vân vân, thì tại sao mình không làm quen, mình chấp nhận cái thực tế đó? Cái thực tế đó là mùa năm nào nó cũng là cái mùa nước lũ, mấy tháng nó nổi lên đó, cái mùa gió mùa đó. Thì ông nói thế là tập làm quen sống với lại lũ, và ông mới nói chuyện rằng thì là mình có bao nhiêu các cái ghe tàu, các cái ghe này đó thì mình ráp tất cả các cái ghe lên thì nó thành ra là một cái sân chơi cho trường học, nó thành ra là một cái nhà này nhà kia. rồi thì là cái vừa đi đánh cá, vừa đi gì, vừa sinh sống, mình nổi ở trên mặt nước đó, nước lên cao thì mình lên cao, nước xuống đấy. Chứ còn bây giờ mà mình cứ nhất định ở trong bờ, mình cứ làm đê làm điều với lại gì đó thì chưa chắc đã ăn. Thì đấy là một trong những các cái đề nghị của ông tiến sĩ Võ Tòng Xuân. Cái vụ đó, cái nó gọi là cái đề án mà sông Mê Công, thì theo như là quốc tế đó yêu cầu, thì lúc đầu mọi người tưởng rằng là Trung Cộng anh chơi xấu, nhưng mà thật sự rằng là cái vấn đề đó là cái đê nó bị vỡ, chứ không phải là tại vì nếu mà bên Trung Quốc mà họ xả nước ra thì ba quốc gia sẽ bị, nghĩa là Việt Nam, Lào và Campuchia. Mà thật sự bệnh nặng nhất là đương nhiên là cái anh Lào hoặc là anh Campuchia. Cái bd đó bây giờ là ở bên Campuchia cũng phải di tản đấy, thì cái nó đã tràn xuống dưới Campuchia. Ngày hôm qua cái tin tức cho biết là cũng khá nặng, nghe nói đâu 50.000 người vậy đó, thì chưa được kiểm chứng. Là ngày hôm nay soạn cái bản tin, thành ra không có gì giờ để vào kiểm chứng, nhưng mà nghe nói là như vậy. Thì theo như quốc tế, và nhớ nghe sự quan sát của ông John Kerry bữa trước, ông có đi quan sát cái đồng bằng sông Mekong, thì Mỹ sẽ có một cái kế hoạch là viện trợ một số tiền mà tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà sẽ là đứng vào trong cái kế hoạch, thì để mà gọi là, tại vì bây giờ đó cái kế hoạch bây giờ đó là nó không phải là cái vấn đề lũ lụt, mà nó lại là một cái vấn đề vét sông. Tại vì cái sông Mekong đó nó phù sa nó rất nhiều, mà bây giờ nó đi tới một cái tình trạng nếu mà không thôi đó thì mai mốt là nó mất luôn cái con sông. Tức là có nghĩa là mình phải vét sông, phải vét cát lên. Thì cái đó thì có lẽ là ở Việt Nam mình có lẽ rất thích, là tại vì hiện tại bây giờ đang có một cái chế độ gọi là đang có những cái công ty đó là đi họ vét sông, hoặc là họ có những cái máy, cái thuyền máy họ ra ngoài giữa sông, xong họ thả cái máy xuống, một bên nó hút cát lên, một máy thì bơm cát, bơm thẳng vào trong bờ luôn đấy. Thì lúc mà đi qua cái Mekong River trong cái chương trình đi với lại anh Trần Đỗ Liêm, thì ở bên thì anh có cho đi xem cái dự án mà những cái nó như là một cái xà lan thì họ làm những cái, và rất nhiều, và cái cát họ hút lên để họ bán. Cái sông, cái cát trên sông thì có thể dùng vào xây cất được, nhưng mà cát bên biển á, thì lại ngược lại không có dùng vào xây cất được. Và đó là những lý do tại sao có những nhà bây giờ như là anh Nguyễn Quang Chánh ấy, trong người bạn của các bác sĩ ở ngoài là anh đặt những cái máy mà gọi là máy xay nghiền đá. Máy nghiền đá nó tức là họ lấy những núi, chẳng hạn như núi Châu Thới bây giờ đó, coi như là mất gần hết ở Biên Hòa là cái muôn núi cho đấy, tức là người ta sẽ lấy đá trong đó ra, người ta nghiền ra nó thành ra là sỏi, đá, sạn mới lại, hoặc là cát để mà làm xây cất. Và hầu như là những cái ngói, thì hôm chúng tôi đi xuống dưới nhà một ông trung tá quân đội ở dưới Bà Rịa, thì quan sát trong KVD hải ngoại cũng có, trên YouTube cũng có. Họ bây giờ không làm ngói giống như ngày xưa đó, tức là nung, có một cái ống cột nung cao màu đỏ như này bằng gạch, mà làm luôn gạch ngói bằng xi măng giống như ở Mỹ này. Đấy, thì nó cũng là, tức là nó sẽ tránh được cái tình trạng ô nhiễm, tại vì cái nhà máy gạch đó nó sẽ. Đấy, anh Đỗ Văn Bình chắc nghe là không thích. Đỗ Văn Bình có 4 nhà máy làm gạch ngói. Thì đó là những cái mà muốn chia sẻ với bà con về cái vụ mà tại đồng bằng sông Cửu Long. Nên ngoài cái vấn đề đó thì vấn đề đánh cá này là cái hải sản nước ngọt, cá nước ngọt, nó tôm cá nước ngọt bao giờ nó cũng Đặc biệt ở bên tuần trước nói chuyện với một độc giả bên Tây Nguyên, cái biển hồ này bây giờ nó trở thành một cái khu kinh tế dồi dào, tại vì cá biển hồ bây giờ đó, nó nhiều kinh khủng luôn. Thì ngày xưa thì vấn đề chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa đâu khai thác được, bây giờ hòa bình rồi, mấy chục năm nay bây giờ bà con đứng đó là về kéo về xây dựng chung quanh cái biển hồ ở ngoài Pleiku. Không, thế là cái biển hồ đó ở Pleiku khác là cái biển hồ mà vâng, là trong địa lý người ta vẫn thường nói thì là ở bên Campuchia, ở bên Campuchia đó, thì người Việt Nam cũng lại đang khốn khổ về cái biển hồ đó, vâng, đúng rồi. Cái kỳ thị của bên Campuchia, cái đúng Hun Sen này mà anh Hun Sen này là anh chơi cái trò ma bùn này, cái này là anh tính những cái gì mình xây dựng từ năm 1970. Bác nhớ là hồi đó đó là đã có một cái phong trào gọi là cắp ruồi, tức là đó, giết người Việt Nam, rồi sau đó như mình Trương Thảo cái này kia là đại khái. Những người Việt Nam bây giờ đó là họ bên cái luật mới của Campuchia đó, là một ra anh từ bỏ quốc tịch Việt Nam và anh nhận làm quốc tịch của Campuchia, tại vì bên Campuchia nó không có cái luật lưỡng tịch. Là thứ nhất, nếu mà anh là quốc tịch Việt Nam thì anh cút xéo về nước, tức là anh không được ở đó nữa. Thì mục đích nếu mà anh bỏ đi thì tất cả những cơ sở, những cái gì đó đều thuộc về bên Campuchia, coi như một cái hình thức nó tịch thu cái tài sản của mình, hoặc là lấy những cái công nghệ, công nghiệp của mình. Cái biển hồ ở bên Campuchia thì nó lớn hơn nhiều. Cái biển hồ ở ngoài bướm nọ mấy anh em anh Hùng này, Hùng Ira Hùng là bữa trước anh nói chuyện là tên gì đó, cái nó gọi là cái hồ chứ họ không dùng cái biển hồ. Thì qua cái vấn đề trong cái vụ ông Võ Tòng Xuân này, thì bác nói về cái vụ mà ông Trịnh Văn Học qua Cali gặp tìm bà Vũ Tài Lục để xin phép in lại các tác phẩm mới tác quyền cao. Vâng, thì cũng là cái câu chuyện là 2-3 tuần qua thì cái ông Trịnh Văn Học, gọi là có cái chữ văn học đó, là ông này ông ấy là tên ông ấy là ông Phan Kim Thịnh. Ông ấy dạo trước ông ấy coi cái nhà in cho cha Cao Văn Luận hay là gì đó, cái nhà in đó, cái nhà in cái nhà in nó mang tính có tên là văn học, in những các cái báo chí của Công giáo đó in, thành ra cái anh Trịnh Văn Học này đó thì là vừa rồi anh ấy đi qua bên Mỹ, anh ấy làm 2-3 công tác, là bởi vì thì là anh ấy nói là ở Việt Nam bây giờ đó là họ cho xuất bản rất là thoải mái. Thế là anh Thịnh anh ở Việt Nam qua. Vâng, anh ở Việt Nam qua, anh ấy bây giờ là anh ấy coi như là anh ấy sống bằng cái nghề in sách, bằng cái nghề xuất bản những cái cuốn mà mình nhìn thấy là cái cuốn Bảo Đại rồi thì là bà Ngô Đình Du rồi các thứ gì đó, bao nhiêu chiều của Bảo Đại vân vân, đấy là ông Trịnh Văn Học, ông làm cái đó. Thế mà cái ông giáo sư Chi đó, ông ấy cũng là coi như rằng thì là Trần Văn Chi ở đây, vâng, Trần Văn Chi đó thuổng hoàn toàn của cái ông Trịnh Văn Học mà lại không nói ra, không nói tên, nói tuổi gì cả, coi như ra đây là một cái chuyện mà tìm kiếm riêng của ông ấy, tìm kiếm từ gốc của ông ấy. Ông Chi nổi tiếng rồi, thành ra nổi tiếng là ma giáo đấy. Thành ra cái ông Trịnh Văn Học này thì ông ấy nói chuyện rằng ở Việt Nam bây giờ nó giả cái tiền nhuận bút, tiền bản quyền nó rất cao. Vâng. Và chính ra tại vì nó in số lượng lớn, nó bây giờ để nó phục vụ cho 90 triệu người dân trong nước, và người dân trong nước thì họ cũng rất thích những các cái tác phẩm của Việt Nam Cộng Hòa cũ, không ạ, để tìm hiểu riêng mà để in rồi thì là cung cấp cho bao nhiêu thư viện, vào ạ, Dạ. Những thư viện và Việt Nam ta bây giờ rất là cái bàn tay mà cái bà Snepp Nguyễn mà nói chuyện rằng thì là để nói về cuộc chiến tranh Việt Nam mới lại đưa cái chương trình văn học cái nọ kia đó thì là còn ở Việt Nam bây giờ đó là nó giao thương với trên toàn thế giới và riêng nó gửi cho bao nhiêu cái thư viện trên thế giới, mỗi một thư viện là 5 cuốn trên nguyên tắc đó này. Nó gửi 5 cuốn và các thư viện thì bao giờ nó cũng trả tiền gấp đôi gấp ba. Riêng cái đó là tôi hỏi rằng những nơi mà những các cái thư viện tiền nó bao nhiêu, kể cả những trường đại học đại hiếp mà nhất là những nơi mà có cái người Việt Nam Việt Đức hay là những người có liên quan đến cuộc chiến Việt Nam đó, thì thành ra nó bây giờ là cái nghề phát hành ở Việt Nam nó rất giàu có, cho nên cái anh Thịnh Văn Học này anh ấy qua thì anh ấy gặp hai người, anh ấy có cái yêu cầu là gặp cái bà Vũ Tài Lục, bởi vì Việt Nam bây giờ nó cũng thích ông Vũ Tài Lục, thì ông ấy ngoài cái câu chuyện viết về tướng số thì ông ấy lại viết về ông ấy viết về chính trị nữa. Có một cái cuốn mà tôi thấy nó cũng nổi tiếng hồi đó, đó là Thân Phận Trí Thức, không ạ? Cũng nói chuyện cũng cái cám cảnh nói chuyện là cái người trí thức thì cũng cuối cùng thì cũng đi hầu người này người kia thôi, nó cũng giống như là Khổng Tử đó, đời xưa thì là đi cũng là bán quốc sách thôi, bán kế hoạch thôi, chứ cái Khổng Tử tôi thấy rằng cái tủ sách Học Làm Người hay là tủ sách gì của miền Nam đó, đời xưa cũng nói là Khổng Tử cũng trên cái con đường mà bán kế hoạch đó thì ông ấy là vô tổ quốc mà ông ấy đi ông ấy bán những cái nơi gì đó thì là Khổng Tử cũng đói lắm, cũng tới gả gẫm một cái bà hàng xén rồi bà cũng có tiền thì mới để cho ông ấy, để mà ông ấy sắm xe cộ cho một cái xe để đi nước này nước kia đó, thì là có cái xe rồi thì là có tiền ăn đường rồi đi mà để yết kiến các cái lãnh chúa các nơi để mà bán kế hoạch đưa cái chương trình phát triển đó, là nó cũng giống như là anh ban nãy anh nói là cái ông thượng nghị sĩ Stephen Young đó, đó ông ấy hồi đó là ông ấy đưa ra cái nó gọi là cái roadmap, cái con đường phát triển Việt Nam bằng mấy giai đoạn đó, thì lúc bây giờ nó lại dùng một cái chữ mới, tức là roadmap, nó giống như cái bản đồ đó, bản đồ mà thì lúc bây giờ là cái ông gì nhỉ, ông tướng Nhật phải không? Ông tướng Nhật cái chương trình ông Trần Văn Nhật là nằm trong cái liên minh dân chủ của ông Trần Văn Nhật. Thì đây có ông dân biểu Lê Tấn Trạng nữa, dân biểu Lê Tấn Trạng ở dưới San Diego cũng nằm trong cái tổ chức đó. Thì hôm vừa rồi tôi cũng gặp ông dân biểu Lê Tấn Trạng ở cà phê Factory ra đây. Ông ấy cũng là một thuyết khách đó, một trong những người dân biểu Lê Tấn Trạng, và ông ấy cũng ra đây. Ông Trạng á, là mặc dù ông không thích Nguyễn Phương Hùng nhưng mà ông nói một câu rất là hay. Ông bảo Nguyễn Phương Hùng là người duy nhất trong cộng đồng đừng bao giờ đụng tới cái ông này, bởi vì ông này ông không bao giờ ông đụng ai hết, nhưng mà ông nào mà đụng ông là ông có tài liệu đã hết. Mỗi lần xuống sẽ San Diego là lúc nào đó là Lê Tấn Trạng vẫn cứ là ra đứng chầm lên Nguyễn Văn Hùng này kia, rất là vui vẻ. Thành ra còn Duy Sinh muốn blackmail ông Lê Tấn Trạng, bảo ai già anh muốn viết cái gì thì viết về cái thằng Stephen Young là Lê Tấn Trạng các táo. Mà không được anh. Nó đâu thì gì, đâu có làm gì cho mình đâu, còn nói chuyện người ta đòi hỏi đa nguyên đa đảng để quyền cạnh người ta. Nhất là lúc đó ông Trần Văn Nhật nữa, ông đang là chủ cái gì, ông là chủ tịch cộng đồng người Việt mà ông lại cũng không có tuyên bố nhố nhăng gì hết. Thành ra mình cái chủ trương người em là không có đánh nếu người ta không có làm gì bậy, chừng nào người lường gạt hay cái gì đó thì mình ấy. Còn cái chuyện mà người ta chính kiến chính trị hoặc người ta những cái chuyện đó là chuyện cá nhân người ta. Lê Tấn Trạng lúc nào cũng quý Nguyễn Phương Hổ hết, tất cả những thành viên ở trong cái tổ chức Liên minh Dân chủ hầu hết bị đánh, ngoại trừ Lê Tấn Trạng và Trần Văn Nhật ở trường. Ông Trần, ông Nhật thì ông chết rồi.